Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Hiện tại Bảo đang có mặt tại một bờ sông của xã Nhân Hội, của thành phố Quy Nhơn, Bảo Bình Định, tỉnh Bình Định. Hôm nay Bảo đến đây, Bảo vui chơi giải trí và Bảo nấu ăn nha. Bảo mời cả nhà đến đây tham quan vui chơi du lịch với Bảo nha cả nhà. Cả nhà thấy chữ, Bảo xếp chữ Bảo lang thang điểm cả nhà. Bảo lang thang là kênh YouTube của mình nha. Mời cả nhà luôn luôn ủng hộ và đăng ký kênh cho Bảo nha. Để Bảo có cái động lực để làm ra những video hay có ý nghĩa để gửi đến cả nhà xem. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mong mọi người đăng ký kênh Bảo lang thang. Let's go nha cả nhà.
Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Hiện tại Bửu đang có mặt tại bờ sông nha, của xã Nhân Hội của thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định. Hôm nay Bửu đến đây Bửu vui chơi tham quan giải trí và Bửu nấu đồ ăn. Mong mọi người ủng hộ Bửu lang thang để Bửu có cái động lực làm ra những clip hay và nội dung ý nghĩa gửi đến cả nhà nha. Bửu cảm ơn cả nhà. Tiên cho tí dầu nha cả nhà. Bổ cho tí dầu, bổ chiên chả ram nha. Đây sáng đẹp thì cũng có đem theo vị chả ram. Chiên chút nữa mình tráng nha cả nhà. Tí dầu tớ rồi. Tớ vào chiên. Đây bị chả ram nha cả nhà, mở ra chiên luôn cho vô luôn. Ngon nha. Rất là ngon nha cả nhà. Chiên rất là vàng, rất là thơm. Chín rồi nha cả nhà. Vàng, còn vàng luôn nè. Quá đã nha. Chiên chả ram trong đất thì cả nhà đỡ rửa và riu riu nha. Cả nhà đừng có cho lửa mạnh lắm cả nhà. Lửa mạnh lắm thì nó cháy nha. Quá ngon. Đó thì sáng bà xã Bửu bả mua nha cả nhà. Xã mua cho Bửu nè. Rồi cảm ơn bà xã nhiều lắm nha bà xã. Chín thì Bửu gấp ra dĩa nha cả nhà. Đỡ lâu quá cái này chờ mấy cái nó cháy nha, mấy chín nè. Bửu đem ra dĩa nha cả nhà. Dẫn nha. Sau một thời gian dài thì chiên chả ram thì cũng đã chín hết rồi nha cả nhà. Bửu đem vào trong bửu làm nước chấm rồi Bửu dùng nha. Bửu mời cả nhà đến đây dùng với Bửu nha cả nhà. Tính chú ai câu đi sao? Tính lớp đi, nó có cái chuồng rồi chưa? Có sống không? Mượn cái không kia này. Ở dưới kia có sống mà. Cá phi to lắm. Chua quá ông kia đánh con cục phô đấy.
Bữa tôi coi làm trại, tôi kiếm trại tôi dưới kia này. Ông kia ông thả lưới to lắm. Ông kia ông cũng mới đánh xe ông vô á. Ông thả cái gì dài dài á. Cá nhiều lắm, cái cá nhiều lắm. Nhưng mà cái gì đá nhiều lắm, ai láo rồi. Nước bình thường anh đi anh làm tấp đó, nó có cái nước nó im cái nó nấu gì không? Nước không gió, trời không gió. Thấy không? Tôi đâu biết đâu, là tôi thấy người câu cũng dính, câu cũng có nhiều. Cà phê nhiều cá, con cá cái gì cá, con cá gì nhiều, con cá chim nữa nè. Bây giờ tôi coi nước thì đánh nước. Hay. Đi vẫn được không? Thấy có được không? Mà cái hồ đây của nhà nước nó cho đánh không mày? Hồ đánh tự do đi. Sau một hồi chả ram thì cũng đã chiên chín nha cả nhà. Bữa có chuẩn bị rau sống nè, bánh tráng nè, nước mắm này đầy đủ nha cả nhà. Bữa mời cả nhà đến đây thưởng thức chả ram cùng với bữa nha. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà dùng miếng chả ram nha cả nhà. Cái chả ram tôm đất đặc sản của Vương Hương Bình Định nha. Nếu mà có dịp cả nhà đến thành phố Quy Nhơn, thành phố du lịch, cả nhà nhớ mua chả ram tôm đất về tặng cho bà con nha cả nhà. Rất là ngon nha. Mời cả nhà. Rất là ngon nha cả nhà. Nó giòn à. Tôm đất thì nó ngọt thịt nha. Ngon, quá ngon. Mời cả nhà. Mời nhà làm một cuốn nha. Một cuốn này. Mời. Ngon quá nha cả nhà. Rất là ngon. Chả ram thì cuốn với bánh tráng rau sống thì rất là ngon nha cả nhà. Đó, rất là giòn nha, bánh tráng cũng rất là giòn nha cả nhà. Anh mà cả nhà mà anh uống ngồi tự nhiên thì cảm giác rất là ngon nha cả nhà. Quá. Hiện tại bây giờ cũng là 4:30 chiều nha cả nhà. Ngồi ăn gì gió rất là mát nha. Mà trước mặt bữa thì cũng có một cái vạt gió rất là nhiều nha cả nhà. Những cái cánh vạt gió siêu to khổng lồ nha. Quá to luôn. Quá ngon. Nếu mà cả dịp nào cả nhà đến thành phố Quy Nhơn thì cả nhà không biết chỗ nào đi chơi cắm trại thì cả nhà liên hệ bổ nha. Bổ với cả nhà cùng đồng hành đi chơi nha cả nhà. Và thành phố Quy Nhơn này thì bổ rất biết rất nhiều cái bãi để cắm trại nha, qua đêm nha. Rất là mát mẻ nha cả nhà và yên tĩnh và an toàn nữa nha cả nhà. Trong thời gian vừa qua thì bổ cũng quay rất là nhiều clip vừa đi sinh tồn rồi ăn uống du lịch về bờ sông bờ suối nha cả nhà. Bổ rất biết rất nhiều chỗ. Nếu mà có dịp nào mà cả nhà đến thì cả nhà liên hệ bổ. Bổ thì cũng có cái đam mê cũng thích cả nhà cả nhà. Sau lưng bổ là khu đô thị Melilla nha cả nhà, của tập đoàn Hưng Thịnh đầu tư nè. Đi khoảng tầm 3 cây số nữa thì thấy rất hoành tráng nha cả nhà, đang đầu tư lỡ dở thì thấy cũng dừng thi công nha cả nhà. Năm rồi thì bữa cũng làm bên Melilla nha, bữa làm đá ốp lát nha cả nhà.
giờ cũng công trình thì gián đoạn thì bố cũng nghỉ nha. Đây mà có làm lại thì bố làm lại nha cả nhà. Đi làm lại kiếm tiền, chứ còn đi làm với giấy tút đi thì kênh mới còn nhỏ, tiền thu nhập bao nhiêu cả nhà. Làm thì đam mê là chính. Bố mang cả nhà luôn luôn ủng hộ bố nha, siêu thương bố nha cả nhà, để bố có động lực để bố làm nhiều video hay gửi đến cả nhà xem. Quá đã nha cả nhà. Chạy ra mà tầm đất một cú dưới bên tán rồi sống thì hết thuốc nha. Thôi bố đi dạo mát nha, rồi chút nữa bố về nha cả nhà. Dạo mát em cảnh nha. Ôi dạo mát. Trứng ốc bưu không thấy ốc bưu nha cả nhà, thấy trứng không nha, không thấy ốc bưu nha, trứng bưu vàng nha cả nhà. Hãy để ra đĩa đi. Ồ, đây có ốc nè, chết rồi. Ôi sao cả nhà thấy không, đây là trứng ốc bưu vàng nha cả nhà, trứng ốc bưu vàng nè. Bưu trứng đi cũng gần nữa nha cả nhà. Bây giờ bờ hoàng á, đúng quá. Sau một thời gian ăn uống vui chơi giải trí thì cũng đã xong nha cả nhà. Đến lúc thì cũng đã chiều rồi, có lẽ bố sẽ về nha cả nhà. Bố sẽ kết thúc video tại đây nha. Bố chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương bên gia đình và người thân yêu của mình. Hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau nha. Bye cả nhà.